Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh Vũ trụ quanh ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề của những người thầy, những người cô. Số ít thầy cô làm sai, nhưng do ấm ức làm giọt nước tràn ly. Sự việc bị đẩy đi xa, càng bùng nổ trên mạng xã hội, có lúc tưởng như quật nhào biểu tượng cao quý của những người thầy, những người cô. Trong thư gửi các thầy cô giáo khi vừa đảm nhận vị trí ghế nóng của ngành giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tha thiết đề nghị. Hơn ai hết, chúng ta mong mỏi vị thế của nhà giáo chúng ta cần phải được củng cố, sự tôn nghiêm của nghề cần phải được giữ gìn. Điều này cần nhiều phía và liên quan nhiều yếu tố, nhưng trước hết và quan trọng nhất là do chính nhà giáo chúng ta. Nhưng giáo sư tiến sĩ Trần Đức Viên, nguyên giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đặt câu hỏi, liệu có đúng là những phiền lòng và lo âu về giáo dục, về sự tôn nghiêm của nghề giáo, về vị thế cao cả của người nhà giáo trong thời đại ngày nay phụ thuộc chủ yếu vào trước hết và chính các nhà giáo. Theo thầy Viên, khó khăn lớn nhất trong việc được sống xứng đáng như một người thầy của các nhà giáo hiện nay là chế độ lương. Điều này khiến nhiều người trong số họ ban đầu buộc phải nhắm mắt đưa chân vào việc dạy thêm như một sinh kế. Rồi có những người không giữ được phẩm hạnh, thu nhập không đủ sống là kẽ hở cho những toan tính ít lương thiện len vào. Tất nhiên, không phải ông giáo nào cũng bị cám dỗ vật chất làm cho tha hóa. Hầu như những người thầy không người nào muốn lo nổi cơm gia đình mình bằng tiền dạy thêm, bằng quà biếu, vân vân. Nhưng rồi, số những người đầu hàng hoàn cảnh cũng đủ lớn, đủ làm cho xã hội thấy mối quan hệ giữa người học trò và người thầy là mối quan hệ sòng phẳng, không ân huệ, chẳng nợ nần gì nhau. Giáo viên ngay càng phải chịu nhiều áp lực. Cũng như nhà giáo Trần Đức Viên, nhà giáo ưu tú Nguyễn Tùng Lân, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam nhìn nhận trong điều kiện đời sống xã hội hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trường làm phẩm hạnh không ít người theo nghề giáo sa sút. Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An, Hà Nội cũng khẳng định vị thế của người thầy chịu ảnh hưởng của cơ chế thị trường. Phụ huynh cũng không coi trọng người thầy như ngày xưa nữa. Đặc biệt, cô Liên chỉ ra rằng áp lực cạnh tranh của các trường tư tuyển sinh cũng khiến vị thế của người thầy giảm sút. Ở một số trường ngoài công lập, khi phụ huynh không vừa lòng với giáo viên là có thể yêu cầu hiệu trưởng nhà trường thay giáo viên khác. Có thể vì giữ uy tín, giữ học sinh, các trường sẵn sàng sa thải giáo viên để đưa người khác vào. Rõ ràng đó là sự cạnh tranh, lỗi vẫn do các giáo viên, song việc này cũng góp phần làm cho giảm vị thế của người thầy. Chỉ lơ là nhỏ, ngôi cao cũng xói mòn. Dĩ nhiên, không chỉ những yếu tố khách quan mà còn có cả những yếu tố chủ quan khiến trong mắt học sinh và phụ huynh ít nhiều người thầy cũng không còn ở vị thế như xưa. Nhà giáo Nguyễn Hoàng Trương, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lộc Phát, Lâm Đồng, là người có hơn 30 năm trong ngành giáo dục, kể lại câu chuyện nhỏ nhưng theo ông cũng khiến học sinh có cái nhìn khác về thầy cô. Hôm vừa rồi, tôi nghe nhóm học sinh cấp 2 nói với nhau, thầy cô trường mình đứng dưới ba lô nhắc mọi người thực hiện 5K mà không đeo khẩu trang. Học sinh ái ngại trông thấy, có cô giáo nói thầy cô tiêm 2 mũi rồi. Còn chuyện thứ hai liên quan đến tiền. Tôi dạy thêm từ năm 1983, hồi đó đóng học phí, các em đều cho vào bì thư tử tế. Nay cũng còn nhưng ít rồi, có em xin số tài khoản để phụ huynh chuyển khoản học phí, cho đóng tiền nếu dư thầy trả lại, coi như chuyện bình thường. Hiện tượng này không chỉ có ở Việt Nam, một nhà giáo người Đan Mạch đã nghỉ hưu có lần nói với tôi, giáo viên ở đó trước những năm 90 của thế kỷ 20 họ chỉnh chu đạo mạo, nhưng gần đây phong cách cũng thoáng hơn, thầy Trương kể. Với những quan sát và trải nghiệm của bản thân, nhà giáo Nguyễn Hoàng Trương còn chỉ ra thêm nguyên nhân khiến cho vị thế của các thầy cô rơi vào thế xói mòn. Đó là tình trạng tuyển sinh vào các trường sư phạm lấy điểm thấp, có trường rất thấp trong vài năm trước đây, công tác đào tạo chểnh mảng, sinh viên yếu kiến thức nền tảng. Lúc ra trường, cán bộ quản lý thường mệnh lệnh áp đặt, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm chỉ có nhiều trên báo cáo. Người thầy chao đảo cả về lương tâm lẫn trách nhiệm. Với câu chuyện dạy thêm và học thêm tràn lan, theo thầy Trương, số ít thầy cô làm sai nhưng do ấm ức, làm giọt nước tràn ly, sự việc bị đẩy đi xa, càng bùng nổ trên mạng xã hội có lúc tưởng như quật nhào biểu tượng cao quý của người thầy. Để củng cố vị thế của người thầy và giữ gìn sự tôn nghiêm của nghề giáo. Theo UNESCO, vị thế nhà giáo được hiểu
Một mặt là sự trọng thị thể hiện ở mức độ đánh giá cao tầm quan trọng của chức năng giáo dục và năng lực cần có để thể hiện chức năng của nhà giáo. Mặt khác là các điều kiện làm việc, sự đãi ngộ và những lợi ích vật chất khác được quy định cho họ trong tương quan với những nhóm nghề nghiệp khác. Trên thế giới, đã từng có nghiên cứu về vị thế nhà giáo. Trung Quốc là nước có nhận thức về vị thế nhà giáo cao nhất trong 35 quốc gia được khảo sát. Xã hội Việt Nam cũng có những đặc trưng tương đồng với Trung Quốc, đó là truyền thống tôn sư trọng đạo, đề cao vai trò của người thầy, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, không thầy đố mày làm nên. Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Chúng ta có không ít những tấm gương thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học trò và cũng còn không ít những yêu thương, trân trọng của phụ huynh, học sinh dành cho người thầy. Dù vậy, thời gian qua, nhiều vấn đề giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông, đã làm ảnh hưởng đến cách đánh giá, nhìn nhận của xã hội về nhà giáo. Bên cạnh đó, có một thực tế mà nhiều nhà giáo dục đã từng chỉ ra đối với văn hóa dạy học của nước ta, đó là quá coi trọng dạy kiến thức mà lơ là đi việc trau dồi kỹ năng cho học sinh, nói rộng hơn là dạy người. Cả một thời gian rất dài trước đây, chúng ta đề cao dạy kiến thức và vai trò của người thầy trong truyền thụ kiến thức hơn là kỹ năng tự học, tự sáng tạo của người học. Vì chạy theo thành tích mà theo số lượng mà chúng ta chưa quan tâm đến phương thức tạo ra sản phẩm đó một cách đầy đủ, dạy thêm, học thêm tràn lan. Hiện nay, những thay đổi của giáo dục và nhà trường trong bối cảnh mới đã đặt ra những yêu cầu mới đối với người thầy, đòi hỏi người thầy phải có những vai trò mới trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Làm thế nào để tiếp tục giữ gìn được sự tôn nghiêm và củng cố vị thế của nhà giáo? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, một con sâu đã làm rầu nồi canh. Một số ít những thầy cô giáo đã tha hóa, làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục. Nhưng tất cả chúng ta đều tin chắc rằng những thầy cô luôn luôn hết lòng vì học sinh, vì giáo dục, chắc chắn sẽ được trọng thị và tôn kính.